Hello, chào mừng tất cả anh em quay lại với kênh của mình nha. Mấy ngày hôm nay là mình bận đi ăn đám cưới ở Hải Phòng, xong rồi là lên Hà Nội chơi nữa, nên là không thể nào mà ra clip cho anh em xem được. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại công việc của mình nha. Trạng này là mình bay xuống khu vực đó chính là khu chung cư đây. Đó, với cái đường bay này nó bay thẳng qua chung cư thì mình đoán là chắc là cũng có nhiều team đó. Trạng này mình sẽ đi sang cái hồng thính thử xem là nhặt được cây AMR nữa không nha. Ok. Wow, một team bay trong khu của mình luôn nè. Chạy đi đâu nè, vui rồi bạn ơi. Gặp giò luôn nhá. Ôi bên này kìa, anh em xem kìa. Thanh niên đang ngó ở đâu đây? Nóc nha bạn. Gặp giò luôn đi. Ok nè, xuống mình xử cái chung cư của mình đã có một thanh niên bên dưới nữa. Hồi nãy hai bạn nhảy vô chung cư của mình. Có súng rồi kìa, đang bắn nhau. Ôi, một viên rồi này. Trúng ở dưới chân. Ơi. Thôi. Tí thì toàn anh em ơi, lòi đâu ra thanh niên bên dưới đây. Đang bắn ở bên trời là làm mình bị cuốn anh em ơi. À nhảy à. Nhảy xuống dưới này kìa à, bạn. Chọc kinh mà bắn cửa sổ thì không trượt viên nào đâu. Bỏ đi đâu, đưa cây vector đây. Toàn là băng ghép thôi à. Máu hơi yếu rồi anh em ơi. Ôi, có tiếng chân ở bên dưới kìa. Từ từ để mình quắn máu lên đi. 70% máu còn hơn là chết vì ít máu anh em ơi. Vô đây bạn ơi, mà đứng chỗ này là thanh niên không biết ở đâu đâu. Ok kìa ha. Đi lút đồ hả bạn? Lút đồ hả bạn ơi? Chưa có cái gì hết luôn kìa. Không lẽ nào là con boss à? Chắc con boss rồi anh em ơi. Ôi xe máy kìa. À bên trường học đẩy qua. Công mình hả? Chứ bên trường học này là máu chiến đó anh em ơi. Còn thanh niên bên này làm cái gì đây? À lên bên trên này. Rồi lút đồ anh em ơi. Muốn lút đồ à? Lút đồ nè. Còn có 11 viên đạn thôi à. Thôi mình qua mình gạt giò đi. Mình cướp ít đồ nữa. Đó, có súng rồi nè. AKM Bison. Chắc mình sẽ nhập cái AKM đi. Nó có nhiều đạn hơn cái Bison kia mà. Rồi, cái thanh niên mà chạy xe máy vô nhà một kia nè, đang bắn với team bên khu chung cư của mình. Ô, đẩy qua. Nóc một nha. Chạy đi đâu nè. Cho qua net qua thử đi rồi có gạt giò được không anh em ơi. Quang xem móc cứu hả? Ai cho mấy bạn chú. Một viên rồi. Hai viên này, ba viên này. Ok, chết rồi anh em ơi. Ngon liền. Thôi, mình đẩy qua cái nhà gần đây. Áp sát mình chơi luôn. Ôi, có tiếng chân này. Qua đây bạn ơi. Rồi, yếu rồi. Thanh niên yếu rồi nè. Ba viên thì phải. Hồi máu à. Hồi máu này bạn. Đó, còn đồng đội ở bên này nữa thôi. Giáp một. Bây giờ mình bắn mà mình chỉ có giáp luôn đó. Cái gì đó? DB28 hả? Phù dọ mình hay sao đó, mình lấy shotgun mình bắn này. À kia rồi, dưới góc anh em ơi. Ghê nha. Mình hơi bị yếu máu nên là hơi rén đó. Không là mình chơi luôn nè. Này thì bắn nè. Chết không anh em. Ôi chạy vô nhà rồi kìa. Để mình kiếm cái hồn sát thanh niên cho mình lấy ít đồ đi. Bò đã mất tiêu rồi ta. Vãi, thanh niên bò trốn mất rồi anh em ơi. Chưa kịp gạt giò. Ôi kìa, quá nét anh em ơi. Đang tính chạy vô cái phòng này nữa chứ. Một tí nữa là bùm rồi. Ai có giáp 2 cho mình luôn nè. Ghê ha. Lấp ló ha. Cái này thì lấp ló nè. Lấp với chả ló. Ok. Chưa clear nha. Khu mình chưa clear. Đây là cái team đẩy bên school qua. Còn cái mất cái chung cư bên dưới này là hồi nãy có tiếng súng ra bắn với team bên school này nè. Đó. Vừa nói xong rồi nè em ơi.
Vừa nói xong cái là thanh niên tên Nam à? Bắn Uzi. Hello, hello bro. Trốn đâu rồi ta? Đây đây, nhà này anh em ơi. Không di chuyển luôn kìa, mai giờ vẫn ở một cái nhà này bắn. Tầng trên, tầng trên. Bên phải này em ơi. Rồi rút nét này, rút nét này. Rút nét nè Nam ơi. Nam X. Xin vĩnh biệt Nam X nha. Có gì không? Băng đạn, nét và... ủ hết rồi. Thanh niên nghèo quá anh em ơi. Đổi con ô tô đi cho nó ngon lành cái anh em ơi. Gì đó. Ô, bot đang bắn ai vậy? Kìa rồi. Trời ơi. Sao lại nằm ở bên ngoài đồng đó vậy bạn? Hình như là AFK rồi. À, thanh niên AFK đó. Nên là nằm ở ngoài đồng. Rồi mình lái xe mình đi. Ô kìa. Sao lại cho con xe 3 chỗ nữa? Chán game thật sự đó anh em ơi. Lên bên trên nhà kho này mình shopping tí đồ nha. Ô kìa. Ông nào vừa leo vào cửa sổ đây. Chạy lên chơi tầng 2. Ngồi nè. Rồi xong. Xong rồi Diễm ơi. Mai giờ nhảy rô hóc mà vẫn chưa đi săn người hay sao á. Lút hết rồi mới chịu đi à. Lút khi mà lắm vậy bạn. Nhiều đạn quá đi à. Bắn đúng combo của mình là AKM với 46. Có dám giật luôn nè. Ngon anh em ơi. Ok thôi thôi đi đi đi. Đi nhanh chứ không lại hết người nữa. Mình lên mình lấy cái giáp 3 nhá. Còn lại 31 người. Bo là bắt đầu thu phần mới rồi. À thôi để ok. Để mình ghé qua Bosinki nhá. Đây có tiếng trần bên trái này. Ok. Này trời không chết kìa. Né hay đó bạn ơi. Hú hồn luôn. Tưởng con boss chứ ai ngờ thanh niên là người anh em ơi. Thấy mình chạy xe ngang qua cái đứng im. Không di chuyển. Còn gọi bên dưới á. Kìa rồi. Chạy trống này. Quá nhỏ luôn. Vừa ra cái là hai thanh niên đứng ở giữa đường bắn. Sướng thật sự anh em ơi. Không có cái gì mà tuyệt vời bằng là việc nó cứ nó chạy thẳng vào mình bắn thôi. Ok, 3 kill ở Bosinki nữa này. Quá là thơm luôn. Đầu cầu này bây giờ chưa có ai hết kìa. Giờ đi đâu đây ta? Lẽ bây giờ chạy lên ZK hả? Lên đó là hơi bị xa đó nhà này mày. Mà nằm sát có ngồi viền bo nữa chứ. Ai bảo quên cái hộp thính ở bên này đây. MK14 này chơi luôn đi. Trận này mình không bắn AK nữa nha. Lấy MK14 bắn cho nó nóng nảy. Ủa? Chưa nhặt cái red dot nữa chứ. Trời. 6 lồng nước thảo nào không nhặt được. Ơ kìa không bỏ ra được. Ngon rồi nè. Đó. MK14 mà anh em ơi. Một thời cực kỳ là mạnh luôn. Bây giờ là quá là nhiều súng mạnh nên là ít người chơi. Thêm một hộp thính nữa kìa. Ôi có xe máy nè. Team nào vừa đi shopping xong anh em ơi. Không bắn được. Chạy mất tiêu rồi. Qua tới bên nhà này à. Ôi dòng lại kìa. Rụng liền anh em ơi. Sấy xe là quá là đỉnh pha này luôn. Chẳng ở sau mình đó. Này thì nằm nè. Hình như là đồng đội rồi anh em ơi. Cùng cờ Indonesia mà. Còn nóc đó anh em ơi. Team này phải là 4 người đi chung. Nếu mình gạt dò lẻ lẻ bên này cả đã bò đi đâu. Bò đi đâu bạn ơi. Thế mình đi xe máy à. Ô còn vứt cái ốp ở đây nữa chứ. Mình thèm nhặt cái ốp bạn quá đi à. M416.
19 kill rồi anh em. Còn 13 người. Ok, đấy, chắc có lẽ mình sẽ lấy xe mình đẩy qua để mình dò hai thanh niên bên kia nhá. Không có đồng đội ở gần. Mình giọng mình nó đang bị đau anh em ơi. Ô, xe xe kìa. Xe bên nhà cà phê. Giọng mình nó đang bị đau nên là mình lụm. Không được, phát âm chuẩn anh em ơi. Phát lại bạn ơi. Ây da. X6 à, Lan ơi là Lan. Lan người Việt Nam và đến từ Indonesia. Đó, team này 4 người luôn. Cài ở đâu ra bên này một thanh niên chạy mắc la rèn nữa chứ. Ở đâu, xe hai chỗ. Đau hỏng quá anh em ơi, bình luận nó rác cổ luôn đó. Bữa giờ đi ăn đám cưới xong rồi được đi nhậu nữa. Chịu. Còn lại 10 người này. Thu ra giữa đồng kìa. Mình sẽ chạy qua hướng ở tầm của chân kỳ đây đi. Mà cái team hồi nãy ở bên khu bên phải sẽ kìa chạy bộ kìa. Khu bên phải sẽ đi vô bò đó anh em ơi. Đâu rồi? Chưa thấy mình à? Thanh niên vẫn chưa thấy mình à, anh em ơi. Còn đứng lên bên trên quắn quắn nữa chứ. Chạy bắp ghi à, vứt cái bắp ghi bên dưới à. Hình như xe bị hết xăng hay sao đó không chạy nữa. Đi bắp ghi mà chắc không có đồng đội đâu. Ồ, nhà có hùng xác kìa anh em ơi. Ở đây vừa combat xong à. Thanh niên vừa đi ăn thính ở bên dưới đồng này chạy lên. Ủa không luôn à. À, hồn thính bây giờ mới rơi. Ngon luôn. Thế thì mình sẽ cầm cái hồn thính này nhá anh em ơi. Ok. Cầm AUG mà anh em ơi. Tầm này là bao nhiêu team tới là mình xoáy được hết. Thật sự cầm thính mà không có team nào tới hết. Chỉ phải đi săn người nữa thôi anh em ơi. À đây. Nhà nè, vừa thấy một bóng dáng thanh niên lướt qua cửa sổ. Ui, hai chiếc xe luôn. Nguyên team ở đây hả? À, rút nét, mình nghe tiếng rút nét rồi nhá. Té anh em ơi. Ném trước mình rồi. Ném qua bên trái à. Ô ô. Vãi. Chết rồi anh em ơi. Ôi. Sao lại là một cái X8. Thôi anh ơi, bình tĩnh, cứu đi nè, đừng có lên. Bảo cứu đi rồi mà cứ chạy lên làm cái gì. Và đó cứu là mình hồi máu xong là hai anh em mình lại chiến tiếp chứ. Ờ, à, ba anh em chứ. Việc gì mà phải vội cứ lao đầu lên làm cái gì. Hên quá anh em ơi. Cây MK14 nó quá là mạnh. Bắn thanh niên nó 3 viên cái là ngủm liền. Đang tông qua nét cái thanh niên mở cửa chạy ra nữa chứ. Đồ rồi anh em ơi, còn lại 5 người này. Thôi đi sang tiếp thôi. Lấy chiếc McLaren đi. Đồ cúc nữa bom thu. Chẳng này khu này không có ai hả? Bình thường là cái khu này địch hay vào lắm mà. Có à? Có thì thôi đi qua khu khác. Đó. Bắp ghi vừa vào luôn kìa. Quýnh quýnh. Hai tiếng trần. Hai thanh niên anh em ơi. Đi bắp ghi mà. Cho một trái qua bên tường thử đi. À, đứng ngay cửa kìa. Thế mà mình tưởng bên ngoài chứ ai ngờ đứng bên trong nhà. Không là mình ném pha này nóc rồi. Bắn mình điếu rồi mà không đẩy à. Hơi rén à nhà. Chắc chưa biết bao nhiêu địch. Tìm mày chơi chắc cú đó anh em ơi. Thêm một quả nữa đi. À, chưa nóc anh em ơi. Thôi đẩy luôn nhá. Mình luồn sang bên trái này mình công. Ok ok, ngon rồi nè.
À, team kia chạy ra bên ngoài à? Cũng đẩy mình luôn. Nhảy cái gì mà nhảy? Còn một nữa thôi bên sau tường đó anh em ơi. Mình ném qua net qua đi. Xong là mình đẩy lên luôn nhá. Ok này, lên luôn. Ô, chưa kịp lên thì đã ngấm củ tỏi rồi. Con qua net quá là chính xác luôn anh em ơi. Cấp 3 còn nguyên à, mà công hết mà cấp 3 thì phải còn nguyên thôi chứ. Còn hai người nữa anh em ơi. Trạm này là top 1 với 28 kill rồi. Chắc chắn là 90% rồi đó. Còn 10% nữa thì hai thanh niên xui xẻo kia sẽ đụng nhau. Ôi. À, ở dưới này, kìa kìa, nằm cỏ anh em ơi. Xử thanh niên nằm cỏ trước đi. Này thì nằm cỏ nè. Ok, còn cái đòi nữa anh em ơi. Bắn gì? Mô xinh à. Mô với trái xinh nè. Bắn không kịp xử lý luôn, rén liền. Yeah, top 1 với 28 kêu anh em ơi. Cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video. Đừng quên là bấm cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em vào video ngày hôm sau nha.